tin vui phải báo cho khán giả biết nha. Dạ. Chắc chắn rồi. Dạ. Em sẽ bí mật bật mí cho 50 chú ban thôi. Ok. Rồi. Gì đây? Ok. À, anh Đỗ Thanh ơi, bây giờ bên em đã trên 10:30 đêm rồi, em và gia đình vẫn đang ngồi trước màn ảnh truyền hình để theo dõi chương trình của anh. Ai cũng khen Hoàng Anh đẹp trai hơn trong phim. Wow, cảm ơn. Cảm ơn đẹp trai rất nhiều nha. Dạ, thực sự mà nói thì ai cũng khen chị hết trơn. Dạ. Tại vì bữa nay đạt được hình em thay đổi cái máy mới. Vậy là do cái máy không? Rồi, tiếp nha. Erico là 832 cô hợp. Xin hỏi chương trình Đỗ Thanh hay quá, nhưng sao tuần này chỉ phát sóng có một tiếng vậy? À, cháu phải thưa với cô và tất cả các khán giả điều này. Vì sắp tới đây, cháu lại liên tục đi trình diễn ở Âu Châu gần 3 tuần lễ mới về Đại Mỹ, chuẩn bị chương trình Đại Nhạc Hội Du Thuyền và liên tục những tour một ngày. Bên cạnh đó là những chương trình bước vào lễ Phật đàn. Cho nên cháu mới xin với ban giám đốc của đài là mỗi tuần mình sẽ thực hiện một tiếng đồng hồ nhưng mà chiếu được nhiều lần trong tuần hơn. Đến những lúc lễ lớn, cháu sẽ xin đài để sắp xếp thời gian làm 2 tiếng live show để cho quý khán giả thưởng thức nhiều hơn. Cháu cảm ơn cô nhiều lắm. Chúc cô Hợp và gia đình luôn sức khỏe và ủng hộ đài cô nha. Rồi, em số là 239 ôm 5 cái bữa nay cái số điện thoại này gọi về nhiều quá. 239, chương trình hôm nay hay lắm. Hoàng Anh có ra phim mới hay không? Dạ, cảm ơn. Bác Tư đã 90 tuổi rồi mà bác mê phim của các cháu lắm. Ước gì bác gặp các cháu để chụp tấm ảnh lưu niệm bác ở Louisiana. Dạ, cảm ơn bác Tư rất nhiều. Mặc dù là bác Tư 90 nhưng mà bác Tư rất là hồn, rất là bình thường. Mình thấy rất là khỏe mạnh. Mình thấy gọi là ông khỏe mạnh đâu sao biết được, đâu dặn mặt thôi. Thì mình nghĩ vậy đó, thì cái tên của bác phải bằng với anh. Dạ. Đó là ông Tư mới đúng. Thì cũng cầu mong cho bác gái, con gái. Bác gái, con gái. Bởi vì hai người chung là sao đúng không? Bác Tư là bác gái Tư cũng chừng chừng rồi. Rồi sao giờ cả đầu bắt đầu tiếp. Ok, em là Jenny from Michigan. Em rất thích những phim do anh Hoàng Anh đóng. Em rất hân hạnh gặp lại anh trên đất Mỹ này. Jenny. Ủa, thì có lẽ là anh cũng hy vọng rằng một ngày nào đó anh với em lại gặp nhau nữa. Yeah. Bây giờ anh biết tình cũ không rồi anh đến thì sao đây? Em Jenny gì đó ơi, em nên gặp lại Quỳnh Anh vào ngày 26/3. Đúng rồi. Tại show Minh Tinh gì? Đại hội Minh Tinh lần 10. Chương trình kỳ này sẽ diễn ra ở Sài Gòn và Tôn Minh Hàm. Liên hệ số điện thoại. Xuất là 1:30 trưa và 6:30 tối. Bây giờ nếu như mà quý vị ai mà yêu thương Hoàng Anh, Kali với là Phương Duy thì hãy nhanh tay nhấc máy lên và gọi cho số điện thoại 714-715-5864 để mua vé và đến gặp Kali và Phương Duy cũng như là Hoàng Anh nha. Và rất nhiều tất cả các cô chú anh chị diễn viên nổi tiếng nữa. Mà phải công nhận bà bầu này Jenny diễn viên rất hay, cái bài hợp ca thì rất là đồng bộ cùng tâm luôn. Kali ơi, bây giờ sao các có lẽ là quý khán thính giả không chỉ những biết em và Thanh Duy ở một cái khía cạnh về điện ảnh mà bên cạnh đó lại là một tiếng hát rất mượt mà, đôi lúc là nhạc trẻ, đôi lúc là dòng nhạc quê hương. Lần đầu tiên xuất hiện qua hệ thống phát hình của đài Hùng Điện TV, em có muốn gửi tặng cho quý khán thính giả một nhạc phẩm nào mà em ưng ý nhất không? Hôm nay em sẽ hát tặng cho tất cả một ca khúc mà thời gian vừa qua em cũng mới vừa quay MV, đó là bài hát của nhạc sĩ Thế Tịnh, bài hát Duyên Phận. Wow. Thế thì bây giờ Đỗ Thanh kính mời quý khán giả cùng gặp gỡ tiếng hát của Kali trong nhạc phẩm Duyên Phận và được phát sóng trực tiếp trên hệ thống phát hình của đài Hùng Điện TV. Số điện thoại quý vị vẫn đang tiếp tục gửi lời nhắn về là 949-233-8621. Hãy cùng dành cho Kali một tràng pháo tay với nhạc phẩm này quý vị nhé.
các hình vừa gửi đến cho các bạn khán giả. Và trong lúc thưởng thức nhạc phẩm này thì chúng tôi vẫn đang liên tục nhận được những lời thét rất thân thương của quý vị đang theo dõi trong chương trình Đỗ Thanh Live Show được phổ sóng khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ. Cô xin từ Atlanta, hôm nay chương trình quá tuyệt vời. Cô yêu cầu Ngọc Châu hát thêm bản gì cũng được. Cảm ơn Đại Hồ Việt, Kali, Thanh Duy và Hoàng Anh, ai cũng đẹp hết. Đỗ Thanh ơi, chương trình có thể dài ra thêm được không? Dạ, như hồi nãy cháu vừa thưa chuyện, sẽ dài ra trong những ngày lễ lớn. Cảm ơn cô rất là nhiều. Em có là 404. Anh Hoàng Anh ơi, em là Jenny, đã gặp anh ở Sài Gòn năm 2013. Wow, vậy là cũng 4 năm rồi. Chứ mà là sao? Có gì đặc biệt? Không, nếu mình nói tên thôi, chắc có lẽ là mình không nhớ lắm. Nếu như mà có đặc điểm nào đó mà anh cái giọng rác nào đó thì vậy gặp nhau đó thì em có thể nhắc anh nhớ thì anh nhớ ha. Và anh cũng hy vọng rằng một dịp nào đó anh chị em lại gặp nhau để trò chuyện với nhau cùng nữa nhé. Ủa có tích gì không mà sao tự nhiên trả lời suôn sẻ chứ gì? Không biết nữa. Em thấy không? Sao tự nhiên hỏi tới đây cái trả lời suôn sẻ là như ngưng không có muốn cho. Nàng rất mong gặp lại anh ở tại vùng Đông Bắc Hoa Kỳ. Chắc là giữ vùng miền Đông mà Bắc á, là Đông Bắc. Đông Bắc là Đông Bắc. Đông Bắc. Thôi tha cho Hoàng Anh đi, tại giờ lần đầu tiên đó. Chứ em làm đó là muốn em mời ca sĩ Hồng Mai lên, chắc có mình em quá. Ok, rồi tiếp nha. Em có là 407, anh được Thanh ơi, chương trình hôm nay hay lắm. Thanh Duy hát hay lắm anh, sao anh không mời Thanh Duy hát? Dạ, không sắp mời rồi đây. Bây giờ, rồi thông tin thôi, bây giờ trước khi trả lời tiếp hơn khán giả, anh làm những cái điều bài. Dạ, vậy theo như là yêu cầu của chương trình thì hôm nay Thanh Duy hát một bài ly khúc không thể và có thể. Wow, kính thưa quý khán thính giả, và bây giờ kính mời quý vị cùng thưởng thức với tiếng hát của Thanh Duy không thể và có thể, để xem hát xong có thể hay là không thể. Và số điện thoại quý vị vẫn đang tiếp tục gọi về là 949-233-8621. Mời quý vị cùng hòa mình với âm nhạc và tiếng hát của Thanh Duy tiếp đến chương trình ngày sau đây.